chào quý vị khán giả, Thụy Vân rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình VTV Travel với chủ đề du lịch Đà Lạt. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một hình ảnh khác của Đà Lạt. Một Đà Lạt được mệnh danh là thiên đường rau củ quả của cả nước. Để được linh động nhất khi mà khám phá Đà Lạt thì Thụy Vân xin gợi ý là quý vị và các bạn mang theo một chiếc xe máy ở đây. Chạy xe máy trong bầu không khí mát mẻ của Đà Lạt hẳn sẽ là một trải nghiệm rất thú vị. Với khí hậu ôn đới mát mẻ, rau trái ở Đà Lạt không chỉ tươi tốt quanh năm mà còn có rất nhiều giống cây vô cùng độc đáo. Trong đó phải kể đến giống dưa hấu Tí Hon rất nổi tiếng gần đây. Đây là cái dưa Babino hay còn gọi là dưa hấu Nam Mỹ. Trong cái trái của nó thì chứa cái nhóm phenolate rất là cao, cho nên là khi mà chín là nó có những cái mùi vị của những trái cây khác nhau. Chẳng hạn mình cảm nhận thấy cái mùi cà chua, mùi dưa hấu, dưa gang, chuối, mùi ổi, mùi mít. Nếu nhắc tới loại trái cây làm nên thương hiệu của du lịch Đà Lạt thì chắc chắn không thể thiếu dâu tây. Một phần bởi hương vị tươi ngon của những trái dâu chín mọng, một phần bởi dâu tây được trồng quanh năm, cho nên đến đây vào bất kỳ mùa nào bạn cũng có thể được thưởng thức loại quả này. Trước khi rời Đà Lạt, các bạn đừng quên mua một ít hồng treo gió về làm quà. Những múi hồng thơm dẻo xen chút vị ngọt tự nhiên đảm bảo sẽ tạo nên một dư vị thật khó quên của Đà Lạt. Đà Lạt không chỉ có những rừng thông xanh, những đồng hoa trải dài mà còn có cả những hồ nước tuyệt đẹp. Trong số đó thì một tên tuổi không thể không nhắc tới chính là hồ Tuyền Lâm, còn được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhất Hồ. Đến với hồ Tuyền Lâm, bên cạnh việc chiêm ngưỡng cảnh sắc tươi đẹp, có một trải nghiệm quý vị không nên bỏ qua, chính là chèo thuyền kayak trên hồ Tuyền Lâm. Chậm rãi cua mái chèo trên mặt hồ rộng lớn, được bao quanh bởi những rừng thông xanh ngút ngàn, quý vị sẽ có cảm giác như là mình đang lạc vào chốn cổ tích thần tiên nào đó. Cách trung tâm thành phố chỉ 7 km, hồ Tuyền Lâm hay còn gọi là Nam Thiên Đệ Nhất Hồ là một địa điểm lý tưởng để bạn hòa mình với không gian thiên nhiên bao la. Đến đây, một trải nghiệm mà bạn nhất định không thể bỏ qua, đó là chèo thuyền kayak. Các bạn nhớ đến hồ Tuyền Lâm và trải nghiệm chèo thuyền ở giữa hồ xem sao. Chắc chắn là sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều cảm xúc và những cảm giác mới lạ. Bao quanh hồ Tuyền Lâm này là rừng thông, cảm giác các bạn chèo thuyền kayak trên hồ Tuyền Lâm này rất là dễ chịu và thoải mái. Mặt hồ thì nước rất là trong và rất là ít sóng nên là tạo cảm giác cho các bạn chèo thuyền rất là dễ và rất là thú vị. Đà Lạt có vô vàn những món ăn hòa hợp với khí hậu lạnh đặc trưng của mình, nhưng có một món ăn độc đáo mà nếu tới đây thì quý vị không nên bỏ qua. Một món ăn xuất xứ từ Đà Lạt và đã chinh phục thực khách cả trong nước và quốc tế, đó chính là bánh tráng nướng. Đặc trưng của món ăn này là sự cân bằng và hài hòa, mặt dưới giòn tan nhưng bề mặt bánh chín tới vẫn còn độ xốp của trứng, độ bùi của các loại nhân tạo nên một hương vị đặc biệt khó quên. Khi những du khách đặt chân đến Đà Lạt bắt buộc họ phải thưởng thức được một cái bánh tráng nướng, đó là người ta đặt là pizza Việt Nam. Bánh tráng nướng của Đà Lạt ăn ngon nhất khi còn nóng để chúng ta có thể cảm nhận được vị giòn của vỏ bánh cũng như là sự bùi ngậy của nhân. Và chắc chắn nếu đi đến Đà Lạt thì các bạn đừng bỏ qua món pizza Việt Nam này nhé. Quả thật là một món ăn giản dị nhưng cũng rất hấp dẫn phải không ạ? Thụy Vân nghĩ rằng bánh tráng nướng chính là một trong lý do để du khách quay trở lại Đà Lạt hết lần này đến lần khác. Bởi vì chỉ ở đây mới có bánh tráng nướng ngon như vậy mà thôi. Và đến đây thì thời lượng dành cho VTV Travel đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.